tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội cũng như những biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời dự báo xây dựng các kịch bản để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến tận các xã phường thị trấn do đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì sáng nay. Gần 2 tháng qua, thành phố Cần Thơ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ và nỗ lực phát huy 4 tại chỗ để tập trung phòng chống dịch. Hiện thành phố có 8 cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 với năng lực tối đa 5.300 mẫu đơn mỗi ngày. Qua chiến dịch xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng và nay là trọng tâm trọng điểm đã góp phần kiểm soát các ổ dịch. Công tác điều trị theo tháp phân tầng đã có 3.097 bệnh nhân được xuất viện, số trường hợp tử vong chiếm tỷ lệ rất thấp. Theo đánh giá, thành phố Cần Thơ hiện có các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền và quận Ô Môn cơ bản là vùng xanh, Thới Lai thuộc nhóm nguy cơ, Cờ Đỏ và Thốt Nốt thuộc nhóm nguy cơ cao, Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Tính chung, thành phố Cần Thơ còn ở nhóm nguy cơ cao. Các biện pháp phòng chống dịch được triển khai đúng hướng, quyết liệt để kéo giảm số ca nhiễm mới trên địa bàn. Số trường hợp phát hiện trong cộng đồng cũng có dấu hiệu giảm rõ rệt. Địa phương đang nghiên cứu các phương án thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt như công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Trên cơ sở diễn biến tình hình và đặc thù của từng cấp học mà có bước đi thận trọng, phù hợp. Xây dựng kịch bản có nhiều phương án dạy học để tận dụng tối đa thời gian vàng là thời gian mà các em học sinh đến trường để tổ chức những dạy học những nội dung cốt lõi, tinh gọn nhất, đáp ứng được yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục cấp tiểu học. Và một cái điểm rất là quan trọng mà chúng tôi chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với trẻ tiểu học, đó là trẻ em tiểu học thì các em rất cần có cái sự giao tiếp trực tiếp với thầy cô giáo. Thì qua đó thì các em sẽ nhận được cái sự yêu thương, sự gần gũi, động viên và từ đó các em sẽ có động lực học tập. Nói tóm lại là học sinh tiểu học thì rất cần có những cái giao tiếp trực tiếp với thầy cô giáo để mà qua đó các em hình thành được những cái năng lực, những phẩm chất cần thiết. Để chủ động các biện pháp hướng tới khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời dự báo, chuẩn bị các phương án linh hoạt, từng bước tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, thành phố Cần Thơ xác định tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, làm việc giãn cách nhưng phải đảm bảo nhiệm vụ, giữ vững các hoạt động theo chức năng và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đột xuất. Do ngành y tế là 100% lực lượng công an thì cũng 100%, rồi là cũng báo với các đồng chí thì một số sở ngành thì cũng là thực hiện cái chế độ luân phiên theo nhóm để làm việc. Cho nên là cái việc mà cấp cái giấy thì nó nhiều hơn, đó là 1/3 so với tổng số lực lượng cán bộ công chức chuyên nghiệp. Thì nhân dịp này thì cũng xin có một số đề xuất. Thì đối với các cái cơ quan đơn vị mà xác định cái công việc cụ thể trong cái thời gian giãn cách thì cũng đề nghị các đồng chí chúng ta phải phân công cán bộ công chức viên chức nó gắn với công việc đó trong suốt cái thời gian giãn cách. Ngày hôm qua họp ban chỉ đạo thành phố thì đồng chí trưởng ban chỉ đạo yêu cầu là chúng ta thực hiện nghiêm cái giãn cách siết chặt hơn nữa, giãn cách triệt để hơn nữa để làm sao người dân không ra đường, cán bộ công chức chỉ ra đường đi làm 1/3 đó, 1/3 cái số lượng cán bộ công chức của cơ quan đơn vị, và là số còn lại 2/3 còn lại là tập trung phân công vào các đội hình, phân công vào các tổ để tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch, chứ không phải là 2/3 đó làm online ở nhà nữa. Bây giờ trực tiếp phân công luôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ rõ những vấn đề cần tập trung triển khai để khống chế và hướng tới không để xảy ra lây nhiễm mới trên địa bàn, đảm bảo cơ bản việc duy trì chuỗi sản xuất, vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, việc giảm miễn học phí, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, vân vân. Đặc biệt, yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiên cứu, dự báo từng bước khôi phục một số ngành lĩnh vực. Nghiên cứu, phân tích đầy đủ các yếu tố nguy cơ, mức độ rủi ro ở trong công tác phòng chống dịch nhằm là chuẩn bị kỹ lưỡng các cái kế hoạch, các lộ trình khi chúng ta mở lại các cái hoạt động của các địa bàn, các lĩnh vực sau cái thời gian giãn cách để bảo đảm an toàn, khả thi. Và cái phần việc này tham mưu cho
sở chỉ huy để sở chỉ huy xin ý kiến của ban chỉ đạo thành phố. Khi có nhận được cái là lệnh của chỉ đạo thì chúng ta triển khai thực hiện. Đối với cái việc phục hồi đầu tư xây dựng cơ bản, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện, chủ đầu tư, các cái ban quản lý dự án của thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khởi động lại để làm sao chúng ta vừa triển khai xây dựng cơ bản mà vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch của từng cái dự án một. Là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để duy trì sản xuất với cái phương án là vừa cách ly vừa sản xuất an toàn, rồi công nhân an toàn, rồi nơi ở an toàn của là các là doanh nghiệp, thì tôi đề nghị là đồng chí Nguyễn Văn Hồng chỉ đạo cái phần việc này sát sao và sớm tổ chức các cái buổi bàn bạc trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp để chúng ta là chọn các giải pháp tối ưu nhất để làm sao là chúng ta duy trì mở lại các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, mà nhất là các cái lĩnh vực mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống hàng ngày và các cái chuỗi cung ứng của quốc gia, không để gãy đứt chuỗi cung ứng quốc gia. Và trong cái bàn bạc giải pháp thì luôn luôn là phải đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng chống dịch. Trong các hoạt động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy vai trò của cơ sở, nỗ lực thực hiện tốt phương châm xã phường nhà máy là pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ, tích cực góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.